Cô gái Pháp bất chấp bị phản đối kịch liệt quyết từ bỏ tất cả để lấy chồng Việt Nam và gảy kép bất ngờ. Việt Nam Stronger xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mới đây có một YouTuber người Pháp tên là Bitter Birds đã đăng tải lên YouTube một đoạn video đặc biệt với tiêu đề Kết hôn với người dân tộc thiểu số Việt Nam, phỏng vấn của Caroline tại Việt Nam. Đúng như dòng tiêu đề thì trong video anh ấy đã phỏng vấn một người đồng hương tên là Caroline. Cô gái này đã đến Việt Nam từ năm 2017 và điều bất ngờ là cô ấy đã kết hôn với một người dân tộc thiểu số tại Kon Tum. Video kéo dài gần 40 phút kể lại câu chuyện của cô gái Pháp, đồng thời là những chia sẻ thật lòng của cô ấy về cuộc sống ở Việt Nam để trả lời cho câu hỏi người nước ngoài có nên lấy chồng Việt Nam hay không. Vậy cô ấy đã nói gì và netizen nước Pháp khi xem được video này đã có những phản ứng khác nhau như thế nào? Mời các bạn cùng mình xem hết video hôm nay để tìm câu trả lời nhé! Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của cô gái này trong đoạn video. Mở đầu video, cô gái đã tự giới thiệu. Tên tôi là Caroline, tôi 27 tuổi và tôi đến từ một thị trấn nhỏ gần thành phố Lyon của Pháp. Tôi đến Việt Nam từ năm 2017 và định cư ở Việt Nam. Tôi đã có một cuộc sống trong mơ khi ở Việt Nam. Đầu tiên, chủ nhân của video là MrBus đã đặt câu hỏi cho cô ấy rằng Bạn có thể cho chúng tôi biết đã làm gì ở Pháp trước khi bạn đến định cư Việt Nam hay không? Cô bạn trả lời, trước khi đến đây tôi không ở Pháp mà tôi đã đi du lịch rất nhiều và làm việc ở nước ngoài. Ngay trước khi tôi đến Việt Nam, tôi đã làm việc tại Sri Lanka. Còn trước đó thì tôi đã học ở Hà Lan. Có thể thấy rằng cô gái Pháp này đã từng đi du du khắp nơi trên thế giới và có lẽ cô ấy cũng đã trải qua cuộc sống hiện đại, văn minh ở các nước khác. Vậy tại sao cuối cùng cô ấy lại chọn Việt Nam? Chúng ta cùng nghe tiếp nhé. Buzz tiếp tục hỏi, công việc của bạn ở Việt Nam là gì vậy? Cô gái trả lời, tôi làm rất nhiều công việc cùng một lúc, nhưng công việc chính của tôi là giáo viên tiếng Pháp trực tuyến cũng như là giáo viên tiếng Anh trực tuyến. Giờ thì tôi đã chuyển qua làm cùng với chồng tôi. Chúng tôi đã mở một quán cà phê và tận hưởng cuộc sống tuyệt vời mỗi ngày. Bus hỏi tiếp, tại sao bạn lại chọn đất nước này mà không phải là một đất nước nào khác? Cô gái bèn nói, đó là một cái duyên đối với tôi. Tôi đã nhìn thấy một hình ảnh những người dân tộc thiểu số và thực tế là tôi không biết rằng đó là ở Việt Nam. Nhưng hình ảnh đó quá ấn tượng, vì vậy tôi đã nộp đơn để có một công việc ở vùng Tây Nguyên Việt Nam. Đó là cách tôi đến Việt Nam và làm việc với một nhóm dân tộc thiểu số. Tiếp đó, họ đã trao đổi về công việc của cô gái và chồng của mình ở Việt Nam. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và có vẻ là Caroline cũng đã có những trải nghiệm trong mơ khi sống ở một vùng quê nghèo Việt Nam với tình yêu của đời mình. Cô ấy còn chia sẻ rằng cô và chồng đang có một đứa con sắp sửa chào đời. Trước khi đến Việt Nam, cô gái từng bị gia đình, đồng nghiệp và cả bạn bè phản đối rất kịch liệt. Bởi vì trong mắt họ, Việt Nam thực sự là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu và gắn liền với chiến tranh. Họ sợ rằng sẽ thiệt thòi cho Caroline khi đến Việt Nam sinh sống lâu dài. Nhưng cô gái Pháp không muốn nghe, cô ấy đã bất chấp tất cả và cuối cùng có được cuộc sống như mơ ước. Với câu hỏi cuối cùng, MrBus đã đặt cho cô bạn một câu hỏi khá hóc búa. Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho những người đàn ông hay phụ nữ muốn di cư đến Việt Nam và thậm chí là kết hôn? Cô ấy trả lời, tôi sẽ bảo họ hãy thoải mái vui chơi với người dân địa phương, chứ không chỉ bó hẹp mình với người đồng hương xa xứ. Hãy tham dự trong các sự kiện mà bạn chưa bao giờ tham dự như đám cưới của người dân địa phương hoặc là những thứ tương tự. Hãy học ngôn ngữ, điều đó rất tốt. Bạn không nên ngại thử những điều mới, thử ẩm thực mới với bất cứ hoạt động nào và bất cứ điều gì ở đất nước nhỏ bé này. Bạn hãy cởi mở để đón nhận, từ đó bạn sẽ cảm thấy mình yêu Việt Nam lúc nào không hay. Đó là chia sẻ của cô gái Pháp với một vlogger nổi tiếng của nước họ. Các bạn thấy đấy, trong video chúng ta có thể thấy được cô gái này đang vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc khi lấy được một người chồng vô cùng tốt bụng và giỏi giang. Cả cô và chồng đều có được công việc ổn định và họ cảm thấy thoải mái khi sống tại một miền quê nghèo của nước ta. Điều này cho thấy quyết định ngày xưa của cô gái là vô cùng đúng đắn. Và đặc biệt, những lời nói cứng như thép của cô gái còn cho thấy rằng tất cả lời đồn thổi của người nước ngoài hay là người Trung Quốc nói rằng nam nhân Việt Nam xấu xí, lười lao động hay là bám váy phụ nữ, tất cả đều là sai lầm. Bên dưới video này của MrBus đến nay đã nhận về rất nhiều những bình luận với những quan điểm khác nhau đến từ netizen người Pháp. Vậy họ đã nói những gì thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các bạn nhé. Bắt đầu xem video này và nhận ra ngay góc phố ấy, tôi đến đó làm việc 10 năm trước cho một hiệp hội ở Kon Tum và thực sự đó là một nơi tuyệt vời đặc biệt đối với người Pháp. Nếu quay lại đó biết đâu tôi sẽ không quay về nữa. Tôi sẽ đến Việt Nam vào năm sau, hy vọng là bạn đã không quá lời, gửi tình yêu từ thủ đô Paris. Bạn không hề cô đơn, tôi cũng đã lấy chồng Việt Nam cách đây 5 năm, tôi đang sống ở thành phố Huế. Tôi đã chọn đi theo tình yêu và bây giờ cuộc sống rất viên mãn. Ồ, bạn này nói đúng mà, tôi thấy Việt Nam là một đất nước tuyệt vời và tất nhiên có những con người tuyệt vời.
Nơi đây ẩm thực rất ngon, nhiều loại hình văn hóa độc đáo, thời tiết cũng thay đổi theo mùa và theo vùng. Chọn người Việt Nam để kết hôn cũng là một quyết định rất thú vị đấy, tôi khá ủng hộ. Tôi đã sống 18 năm ở Việt Nam, tôi đã học tiếng Việt nhưng tôi lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Không dám đi và sống ở các tỉnh, tôi cũng tìm thấy những đặc điểm ở một số người Việt Nam. Không lên kế hoạch quá nhiều, chi tiêu những gì bạn có, chia sẻ cùng nhau. Và tất nhiên là tầm quan trọng của gia đình, tôi yêu Việt Nam. Chúc mừng bạn đã có lựa chọn đúng đắn, tôi đã đến Việt Nam. Tôi là y tá trong trại trẻ mồ côi do một người Pháp điều hành, tôi yêu đất nước này rất nhiều. Đó là một vài những dòng bình luận nổi bật của netizen nước Pháp để lại bên dưới video phỏng vấn của cô gái Pháp lấy chồng Việt Nam. Có thể thấy những bình luận này đều rất đáng quý và dễ thương vì hầu như ai đã đến Việt Nam là đều bị say mê bởi cách sống chan hòa và con người thân thiện. Tuy nhiên, mình tin rằng sẽ có nhiều bạn cảm thấy hơi kỳ lạ khi một cô gái người Pháp từng sống ở đất nước văn minh hàng đầu thế giới lại chọn đến Việt Nam và lấy một người dân tộc thiểu số Việt Nam làm chồng. Và chắc hẳn sẽ có nhiều bạn tự hỏi rằng chồng cô ấy là người như thế nào, có đẹp trai hay không, hoặc có kiếm được nhiều tiền hay không. Nhưng thực sự điều đó không quan trọng các bạn ạ. Phụ nữ hiện đại họ không phải những người ngốc nghếch, họ có suy nghĩ và nhận thức riêng của mình, họ có quyền đưa ra sự lựa chọn phù hợp. Tình yêu là không phân biệt quốc gia, chủng tộc, thậm chí ngay cả giới tính người ta cũng không phân biệt cơ mà. Vậy cớ sao chúng ta phải thắc mắc về chuyện người ta yêu nhau rồi cưới nhau đúng không nhỉ? Miễn hạnh phúc là được. Sau câu chuyện của cô bạn người Pháp này, mình đã nhận ra một điều rằng một số người châu Á nhìn nhận tự do trên quan điểm vật chất có sự thoải mái và tự do. Trong khi đó, quan điểm của người châu Âu là sống với những gì mình thích, tìm mục đích sống, phát triển khả năng và đam mê của mình mới là cuộc sống mong muốn. Và chẳng có gì tuyệt vời hơn khi họ đến Việt Nam, chẳng khác gì là tìm ra chân ái của đời mình cả. Việt Nam ta xinh đẹp hiền hòa luôn ẩn chứa sức hút làm vui lòng khách đến, chiều lòng khách đi. Bảo sao không chỉ người Việt yêu nước Việt mà đất nước này cũng từng chinh phục trái tim của rất nhiều người ngoại quốc. Thậm chí có không ít những ông Tây, bà Đầm sang Việt Nam du lịch sương sương, ai mà ngờ bị mảnh đất này làm cho mê hoặc nên mãi chẳng muốn về, chỉ muốn ở lại và định cư đến già. Mình rất hãnh diện vì là người Việt Nam mà được lắng nghe những lời khen có cánh từ phía bạn bè quốc tế. Hy vọng một ngày gần nhất, Việt Nam sẽ được đón tiếp thêm nhiều những vị khách dễ thương như vậy nữa và chắc chắn rằng nếu họ muốn ở lại định cư trên đất nước Việt Nam thì Việt Nam cũng rất sẵn lòng chào đón. Các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem video này? Đừng ngần ngại và hãy để lại bình luận ngay bên dưới các bạn nha. Mình rất vui khi đọc những bình luận của các bạn đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.